Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. Nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh đến 38 độ C luôn. Cái bầu không khí oi bức thật là khó chịu đúng không mọi người? Thế nhưng em sẽ gửi đến cho mọi người những sản phẩm cổ độc lạ để cho mọi người hy vọng nó sẽ làm dịu đi cái không khí oi bức của những ngày hè nha mọi người nha. Đó, trước mắt mọi người là những cái chậu mà em cũng đã sưu tầm khá lâu thì hôm nay mang lên giới thiệu đến cho mọi người những cái chậu cổ gốm Cai Mai hơn 100 năm tuổi và một cái chậu thành những bông hoa hướng dương là gốm Biên Hòa thôi. Thế nhưng cái chậu nào cũng rất là thú vị phải không quý vị? Thấy chưa, quay sơ qua cho người xem rồi cũng muốn hình ảnh chi tiết thì cứ alo em dưới đầy đủ đến cho mọi người nha.